Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 392 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện ngắn của những bạn đã đóng góp trong nhóm Misu Kiến Thức Tâm Linh và của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail các bạn nha. Tập 391 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up clip lên thôi là đã có hai bạn vào bình luận đầu tiên, đó là bạn Nguyễn Trần Thiên Lộc và một bạn tên là Nhung Nguyễn. Hai bạn này rất là nhanh tay. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã đóng góp về cho nhóm Misu Kiến Thức Tâm Linh một câu chuyện do chính bản thân bạn trải qua khi mà bạn thuê một căn nhà ở bên quận 2 các bạn. Thì bạn kể rằng là trước đây không lâu bạn có thuê một căn nhà bên quận 2 nằm trên đường Lương Định Của. Và đây là căn nhà mặt tiền mà nó cũng nguyên căn nữa. Cho nên nó là ông xã bạn với bạn mới quyết định rằng sẽ mở một cái quán nước. Bạn bán nước mía, rồi cà phê, rồi sinh tố này nọ kia. Ông xã bạn thì đi làm chiều tối mới về, hoặc là nhiều khi ông xã đi trực đêm thì chỉ có một mình bạn ở nhà. Và cái quán này chủ yếu là để bạn buôn bán ở nhà để mà kiếm thêm các bạn. Thì bạn kể là cái lúc mà mới vào cái căn nhà này á, cái công việc làm ăn buôn bán của bạn khá là thuận lợi, buôn bán đắt dữ lắm. Rồi là bạn với lại ông xã bạn thì cũng là ở trong cái nhà này thời gian đầu hoàn toàn không có bị gì hết, không có thấy gì hết. Cho nên nó là hai bạn nghĩ rằng đã ổn rồi. Nhưng mà tự nhiên vào cái thời gian sau đó thì cái công việc làm ăn của bạn càng ngày càng trì trệ, buôn bán rất là ế các bạn, và có nhiều sự việc lạ xảy ra. Cho nên nó là cuối cùng hai bạn này đã dọn đi luôn chứ không ở tại đây nữa. Bạn kể rằng là vào một buổi trưa thì lúc đó trưa nắng rất là gắt luôn, thì có hai người nữ vào quán uống nước các bạn. Thì cái lúc vào người ta kêu nước, thì trong lúc mà bạn cặm cụi bạn làm nước đó thì bạn có nghe một cái giọng đàn ông mà đứng ở ngoài kêu vào rằng là cô bán cho tôi ly nước mía. Mà bạn nghe cái giọng ông này khá là gần, cho nên là bạn nghĩ rằng ông đã bước vô quán ngồi rồi. Thì thành ra đó là bạn không có ngước lên để mà bạn nhìn khách, mà bạn mới nói rằng là anh chờ em chút anh ơi. Thì giống như là cái thường lệ mình giao tiếp vậy thôi. Thì khi mà bạn làm xong cho hai cái ly nước của hai cô đó đó thì bạn mới bưng ra, nhưng mà bạn vẫn không có để ý tới cái anh kia, mà bạn lại đi thẳng ra trước quán để mà tới ngay cái xe nước mía để mà bạn quay nước mía. Cho tới khi mà quay nước mía xong rồi, bạn mới bưng cái ly nước quay trở lại vô trong quán để mà bưng cho anh đó đó. Thì bạn chưng hửng các bạn, hoàn toàn trong quán không hề có một cái người đàn ông nào hết, chỉ có hai cái người nữ kia đang ngồi uống nước nói chuyện thôi. Rồi xong bạn lại bưng dòng ra phía trước để mà xem rằng cái anh đó có đứng ở trước quán đợi mình không. Thì bạn đứng bạn cũng không thấy cái người đàn ông nào hết. Cho nên đó là bạn cũng thấy kỳ, bạn nói ủa rõ ràng mới nãy có người kêu mình mà ta, sao giờ đâu mất tiêu rồi. Thì bạn mới dòng vô trong quán, bạn mới hỏi hai cái cô mà đang ngổ nước, hai cô khách á. Bạn hỏi rằng hai em ơi cho chị hỏi, nãy giờ là hai em có thấy cái anh nào vô kêu nước mía không? Thì hai cô đó nhìn bạn với một cái ánh mắt khá là ngạc nhiên, nói rằng ủa nãy giờ có mình tụi em à, tụi em đâu thấy anh nào vô kêu nước mía đâu chị, đâu có ai. Thì bạn thấy lạ, bạn nói ủa kỳ vậy ta, sao người ta nói là không thấy ai mà rõ ràng mới nãy trong lúc mình làm nước mình nghe tiếng, mà nghe tiếng rất là rõ, cô ơi bán cho tôi ly nước mía, rõ ràng như vậy làm sao mình lầm được, mình đang tỉnh chứ đâu phải là đang ngủ mơ đâu mà làm sao nghe lầm. Thì bạn thấy lạ, nhưng mà ngay cái lúc đó thì bạn cũng chưa có nghĩ tới cái vấn đề ma cỏ gì đâu các bạn. Tại vì lúc đó đang buổi trưa nắng rất là gắt nữa. Thì bạn mới bưng cái ly nước mía ra ngoài ngay cái quầy tủ bạn để đó. Nhưng mà bạn vẫn nghĩ bụng nếu mà có ma đó thì thôi để đó rồi khấn vái cho người ta uống. Thì xong cái chuyện đó bạn cũng quên đi và bạn không có kể lại cho chồng bạn nghe.
Thì bắt đầu mấy ngày sau lại xảy ra một chuyện nữa. Ngay hôm đó là ngày 16 âm lịch các bạn. Thì hôm đó có chồng bạn ở nhà, chồng bạn đứng ở trong, còn bạn thì đứng ở ngoài. Hai vợ chồng đang nói chuyện với nhau, chồng thì say ra, bạn thì say vô. Cái tự nhiên á là chồng bạn sực nhớ lại rằng hôm đó là ngày 16 âm lịch. Cho nên chồng bạn mới kêu bạn rằng á là: em ơi, hôm nay 16 nhớ mua đồ cúng cho em. Thì bạn cũng sực nhớ: a, hôm nay 16 mua gì cúng vợ anh. Thì giống như là hai đứa đang nói chuyện với nhau. Bạn vừa hỏi cái câu đó, tự nhiên ở đâu ở ngoài quán á các bạn, giống như là có một người mà đang đứng ở ngoài đó mà nghe hai bạn nói xong cái nói giọng vô nói rằng á: thôi cúng trái cây đi. Nói vậy các bạn. Thì bạn nghe rõ ràng, ông xã bạn cũng nghe nữa. Nhưng mà hai đứa nhìn ra ngoài không hề có ai, đi ra ngoài luôn cũng không thấy ai hết. Mà sao tại sao lại nghe cái tiếng nói rằng á là: thôi cúng trái cây đi. Thì lúc đó là hai bạn cũng hơi ớn ớn rồi, nhưng mà hôm đó vẫn mua trái cây để mà cúng các bạn. Thì cũng không có gì ha. Nhưng cho tới khi hôm đó cũng mấy ngày sau nữa là ông xã bạn do là đi trực đêm, chỉ có một mình bạn ngủ ở nhà. Và cái ngôi nhà này á, thì phần trong nó có một cái phòng. Cái phòng này hai bạn để dành làm phòng ngủ các bạn. Và thí dụ như cái phòng ha, xong rồi có một cái cửa. Thì ở ngoài cái cửa này có một cái đường nhỏ, mình đi thẳng xuống dưới thì có cái bếp nhỏ và có cái toilet ở dưới. Và cái cửa này á, là thiết kế mà cái dạng kiến giống như nếu mà người ta mà đi ở ngoài á, thì mình ở trong phòng mình nhìn ra thì mình sẽ thấy là có người đi ở ngoài. Còn ở ngoài mà nhìn vô thì sẽ không thấy người trong phòng các bạn ha. Thì hôm đó tối rồi các bạn, bạn đóng cửa quán rồi thì bạn mới vô phòng bạn nằm và bạn có nói chuyện với là ông xã của bạn. Mà khi mà bạn nằm bạn nói chuyện với ông xã đó thì bạn quay giống như là quay cái mặt vô trong vách chứ không phải là quay ra ngoài. Và cái cửa thì bạn cũng không có đóng cái cửa nha các bạn. Thì khi mà nói chuyện xong cái bạn mới là quay ra. Các bạn tưởng tượng bạn đang nằm quay vô trong cái mặt đưa vô vách. Sau khi nói chuyện xong các bạn mới quay ra để mà bạn nằm nghiêng qua bên đây. Thì khi mà bạn vừa quay qua đó, bạn thấy rõ ràng có một cái bóng người. Mà cái bóng này á là bạn thấy rõ là một cái bóng rất là cao, rất là to các bạn. Và đi lướt từ từ ngay chỗ giống như là cái phòng này thì trước đây là quán đúng không? Thì cái người này đi từ 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 mà đi ngang cái cửa vậy nè, mà để đi ra phía sau vậy đó. Bạn thấy rõ nhưng bạn không thấy được cái gương mặt của người đó. Bạn thấy rõ ràng một cái bóng luôn. Trời, lúc đó coi như là bạn đứng hình. Tại vì trong nhà lúc đó chỉ có một mình bạn thôi. Ông xã bạn đi làm rồi, cửa thì đóng. Thì làm sao mà ai mà vô được? Mà cái bóng đó thì nó không phải là rõ như là cái người của mình, mà nó chỉ là một cái bóng mà thôi. Bạn nhìn thấy sợ quá. Rồi dần dần là càng lúc nha, ông xã bạn với bạn cứ liên tục bị đè, rồi bị chọc ghẹo liên tục các bạn. Cho nên bạn đã không chịu nổi nữa. Thì một hôm á là bạn có gọi điện để mà gọi cho cái cô chủ nhà, mời cô chủ nhà qua để mà nói chuyện á các bạn. Thì trong lúc bạn nói chuyện bạn cũng có kể lại những cái câu chuyện đó. Xong rồi bạn hỏi cô chủ nhà rằng á là: cô nói thiệt cho con biết đi, nhà này á là có ai chết trong nhà này không? Chứ con là con liên tục nghe như vậy, rồi nhìn thấy như vậy đó, rồi đè, sau này là đè con với ông xã con liên tục luôn. Thì khi mà nghe thì cái cô chủ nhà này nè, thì đương nhiên chủ nhà mà người ta thì lúc đầu người ta giấu mình thôi, người ta ngập ngừng. Nhưng mà thấy bạn hỏi quá cho nên đó là cô này mới thú thật các bạn, là trong nhà thì không có ai chết hết, nhưng mà ngay ở phía trước nhà đó, ngay cửa nhà là có người chết, là có một cái anh thợ hồ. Thì hôm đó anh đi làm về buổi tối các bạn không biết làm sao, tới ngay cái cửa nhà xe đụng, rồi chết là chết ngay cái chỗ mà bạn đang để cái chiếc xe nước mía, là ảnh chết ngay chỗ đó luôn. Bạn nghe xong bạn sợ quá trời, bạn nói hèn chi, toàn là nghe cái giọng từ ở ngoài vọng vào thôi. Còn hôm nào hả là hả tối khuya là vô thẳng trong nhà luôn, rồi vô đè bạn với ông xã bạn, chọc phá rất là nhiều, và công việc kinh doanh làm ăn càng lúc càng ế. Cho nên cuối cùng hai bạn này đã quyết định rằng sẽ sang lại toàn bộ quán này, rồi nghỉ bán, rồi xong dọn đi chỗ khác luôn. Thì đây là một câu chuyện của một bạn nữ đã đóng góp về cho nhóm Misu Kiến Thức Tâm Linh của Thi các bạn nha. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa,
Câu chuyện này là của một bạn nữ khác cũng đóng góp trong nhóm Misu Kiến thức Tâm Linh. Và đây cũng là một câu chuyện ngắn. Câu chuyện này bạn kể rằng là người bạn của mẹ đó, người bạn của mẹ bạn á, là có một cái người con trai, và người đó lớn hơn bạn, bạn kêu bằng anh. Thì cái anh này á, là làm việc tại một cái công ty tư nhân các bạn, nhưng mà không biết là ảnh làm cái việc gì. Nhưng mà công ty này á, là đã bố trí hẳn cho ảnh một cái căn phòng để mà ảnh ngồi trong phòng đó, nhiều khi nghỉ ngơi trong phòng đó và làm việc trong phòng đó luôn. Mà cái căn phòng này ảnh nói rằng á, là nhìn vô á, thì hả rất âm u các bạn, bình thường, nhưng mà không hiểu sao luôn, lúc nào nó cũng có một cái cảm giác rờn rợn, âm u rất là lạ. Thì có một hôm á, là buổi trưa, ảnh nghỉ trưa các bạn, thì ảnh mới ngủ, ảnh ngủ trong cái phòng đó. Thì khi mà ảnh đang ngủ tự nhiên trong mơ nha, trong cái lúc mà ảnh cũng không rõ rằng mình mơ hay là mình mơ mơ màng màng, hay là mình ngủ sâu mà mình nằm mơ nữa, mà ảnh thấy rằng á, là tự nhiên á, là ảnh thấy ảnh á các bạn, bắt cái ghế xong rồi á, là ấy treo cái cọng dây lên, rồi tự nhiên ảnh bước lên trên ghế, ảnh chồng cái dây vô trong cổ, rồi hả tự nhiên ảnh tự sát các bạn. Thì khi mà ảnh thấy cái cảnh đó, ảnh dùng dãy rất là nhiều nhưng mà không thể nào kêu ai được hết. Và lúc đó thì vô tình cái ông sếp á, ổng lên trên phòng, ổng kiếm anh này mà gõ cửa hoài, anh này không mở, cho nên á là ông này mở cửa bước vào luôn. Và khi mà ông sếp mở cửa bước vào thì thấy anh này đang nằm mà coi như là giống như là đang dãy dùng tay chân đập mà đổ mồ hôi trán rất là nhiều. Thành ra ông sếp mới kêu mà kêu bình thường không nghe, thì cuối cùng ổng mới ngồi xuống, ổng lay cái dây nè, dậy mày. Thì cái lúc mà ảnh dậy được rồi là ảnh rất là hốt hoảng các bạn. Thì ông sếp nói rằng mày làm gì, mày nằm mơ, mày thấy cái gì dữ vậy trời, mà làm gì mà tao kêu hả, tao đứng ở ngoài tao kêu mà mày cũng không nghe. Cuối cùng tao phải mở cửa vô phòng, đứng kêu mày cũng không nghe, rồi phải cúi xuống mà lay mày dậy thì mày mới dậy, mày thấy gì vậy. Thì ảnh mới kể lại, ảnh thấy rằng đó là sao tự nhiên ảnh thấy anh bắt cái ghế, rồi ảnh đứng hả, ảnh chồng cái dây vô cổ để anh tự sát, rất là sợ các bạn. Thì lúc đó cái ông sếp này nè, ổng cũng không biết đâu các bạn, ổng mới nói rằng chắc là do mày ngủ, mày nằm mơ thôi, mày mệt quá mày mơ thấy bậy bạ, không có gì đâu. Thì sau đó là cũng giao công việc bình thường. Rồi bắt đầu cái lần sau cũng ngủ tại cái phòng đó nha. Trong lúc ảnh đang ngủ á, kỳ này không mơ nữa, đang nằm vậy đó, thiêu thiêu tự nhiên nghe một cái giọng nói bên tai. Mà cái giọng nói này thì thào vô trong lỗ tai nha các bạn. Một cái giọng của một người đàn ông nói rằng á là: "Thôi, mày chết đi, đừng sống, mày chết đi, mày sống làm gì, không có ai quan tâm tới mày đâu, mày bệnh cũng không ai biết, không ai thương mày đâu, thôi chết đi, chết cho khỏe đi, nghe lời tao chết đi." Nói vậy các bạn, nói mà giống như là thì thào, mà các bạn tưởng tượng một cái giọng nói khào khào vô trong cái lỗ tai, nó khe khẽ mà nó rùng rợn, thì nói mà thì nổi da gà các bạn. Thì khi đó ha, ảnh nghe rất là rõ, sao tự nhiên da gà cô phía ghê đó, ảnh nghe rất là rõ các bạn. Và sau đó ha, ảnh muốn thoát khỏi cái cảm giác đó, cứ nghe rằng kêu mày chết đi, mày đừng có sống nữa, mày sống mày bệnh không ai thương mày, không ai lo, không ai quan tâm tới mày đâu, mày chết đi mày ơi, chết cho khỏe đi mày ơi. Trời ơi, sau một hồi mới tỉnh dậy, hốt hoảng quá anh mới chạy xuống các bạn, gặp ông giám đốc. Ông nói rằng: "Anh ơi, không được, em nằm trên đó mà sao hả, trong lúc em, nói chung là khi mà em nghe cái giọng nói đó là em đã thức rồi, mà không thể nào mở mắt ra được, mà em cứ nghe cái giọng nói thì thào vô tai kêu chết đi hoài." Xong cái ông sếp này là các bạn cũng tin dị đoan, cho nên đó, ông sếp này có lên một cái ngôi chùa để mà mời một cái vị sư để mà xuống và vô trong cái căn phòng này. Thì khi mà vị sư này vô, vị sư này đi ra và nói với lại cái anh sếp rằng là cái phòng đó là trước đây rất lâu rồi có một người tự vẫn ở trong đó, và cái vong đó đang lẩn quẩn ở trong phòng đó. Thì cái vong đó đang muốn là cho cái anh mà con của bạn, mẹ bạn á, là đang muốn bắt cái hồn anh đó để cho anh đó thay thế, để cái vong đó được đi các bạn.
Thì khi mà nghe vậy anh này nghĩ làm đâu dám làm nữa đâu, trời tự nhiên giờ muốn bắt hồn mình chỉ đi làm một cái người bình thường thôi, tự nhiên giờ muốn bắt hồn, muốn mình thay thế chỗ đó. Và sau đó anh đã nghỉ làm thì ông sếp cũng có mời sư để mà tụng kinh, nhưng mà không biết là có mời được cái vong đó đi lên chùa tu hay không. Nhưng mà riêng về cái anh này, anh nghỉ làm và anh ở nhà một thời gian sau á, là không biết làm sao, là anh giống như là rơi vào một cái trạng thái như là bị trầm cảm các bạn, lúc nào cũng là nói chuyện một mình, ngu ngơ, có nhiều khi tự cầm dao kề vô cổ mình đòi tự vẫn chết, và tới bây giờ vẫn còn bị bệnh. Thì hy vọng rằng là anh này tìm được đến chùa, hoặc là đi những cái ngôi chùa mà có những cái vị sư mà người ta hơi cao tay đó, thì người ta có thể giúp được anh này. Nhiều khi cái vong đó đã theo anh này và muốn bắt anh này cho bằng được, và đều do là nghiệp chướng hết các bạn. Thành ra là hy vọng rằng ảnh biết được cái nghiệp của mình và gia đình của ảnh biết và đưa ảnh lên chùa, chứ đừng tìm những cái thầy bà dởm, thầy pháp dởm, thì nó sẽ tốn tiền rất là nhiều mà không được lợi ích gì, mà nhiều khi còn tạo thêm nghiệp cho mình. Thì hôm trước á, là Thi cũng chia sẻ một chút xíu luôn. Hôm trước là có một chị này nghe chuyện của Thi cũng khá là lâu các bạn. Thì chị có gọi điện nói chuyện trực tiếp với Thi, nói rằng Thi ơi, thấy em kể chuyện ma, không biết rằng em có biết những cái người thầy nào tốt. Tại vì chị này có một cái người bạn bị vong theo, và cái vong này theo rất là lâu rồi các bạn, giống như là một cái dạng duyên âm á. Thì cái vong này theo và có thể nói rằng là ngủ với lại cái người bạn của chị luôn. Rồi xong rồi là cái người bạn này gia đình đã đưa đi rất là nhiều nơi, đưa đi rất là nhiều thầy chùa cũng có, mà đưa đi thầy pháp cũng có các bạn. Nhưng mà cô này không có hết và bị đã suốt rất là nhiều năm rồi. Thì cuối cùng là không biết ai chỉ là đưa đến một cái ông thầy pháp, thì ông thầy này là kêu cắt cổ gà, rồi tìm máu của chó mực, rồi gia đình của cái cô đó là cũng đi mua chó mực để mà lấy máu đưa cho ông thầy trị, nhưng cuối cùng cũng không được các bạn. Thì chị này đã gọi điện cho Thi và hỏi rằng là đã trị rất là nhiều như vậy đó, nhưng mà tại sao lại không hết. Thì khi mà Thi nghe xong, cái Thi nghe tới cái đoạn, thí dụ như Thi nghe tới cái đoạn đi chùa đi, thì có thể là Thi đã mãn nguyện được cái phần nào rồi. Nhưng cuối cùng Thi nghe thêm cái phần sau là cái vấn đề lấy máu gà với lại lấy máu chó, là Thi nghe là Thi sốc. Tại vì cơ bản khi mà cái người bạn của chị á, mà đang bị duyên âm mà càng ngày càng nặng như vậy là do cái nghiệp của cái chị đó. Mà đã là nghiệp rồi á các bạn, mà cái nghiệp của mình, rồi xong cái mình nghe lời của những người không tốt á, người ta lấy tiền của mình, xong cái người ta lại bài cho mình để mà mình tạo thêm một cái nghiệp khác. Đó là tự nhiên đi mua gà về, xong cái giết lấy máu gà, xong cái đi mua chó, cái giết lấy máu chó để mà trị. Thì đó là tạo thêm một cái nghiệp khác nữa. Thành ra là nghiệp nó chồng nghiệp, rồi chồng nghiệp thì càng lúc nó càng cao vậy nè. Thì không thể nào mà cái chị đó hết được hết. Thành ra là Thi nghe, Thi không phải là thầy, Thi cũng không phải là cái người tu lâu năm gì hết, nhưng mà Thi biết rằng á, là nếu mình biết được nghiệp, mình sám hối được cái nghiệp đó, mình sẽ xả được các bạn. Còn đã có nghiệp rồi mà mình lại tạo thêm một cái nghiệp khác, chồng chất nó cao lên dày, thì biết khi nào mà mình trả được. Cho nên là Thi mới nói với cái chị đó rằng thôi chị ơi, chị đừng nói với lại cái người đó đó, là đừng có đem đi bất cứ một cái người thầy nào. Thí dụ như đến một cái người thầy nào mà người ta khuyên mình làm cái điều tốt á, thì mình đi. Còn mình đến mà nghe người ta bài vẽ tiền này tiền kia, hoặc là phải mua cái này, phải lễ cái kia gì đó, bỏ đi, đừng, coi như là tiền bạc vô ích. Cho nên là cuối cùng là Thi nói rằng đi lên chùa đi, và cứ ăn chay, cứ niệm Phật, cứ làm từ thiện, cứ làm hết sức mình. Thì càng lúc, với lại là mình cũng phải cần nói chuyện với cái vong đó. Các bạn giống như là cái vong này theo, xong cái bắt đầu cứ kêu mấy cái ông thầy, bắt đầu cứ là giống như muốn ếm cái vong này, thì càng lúc cái vong này càng tức lên các bạn, và càng lúc nó càng lộng hơn, nó càng làm cho cái cô gái này giống như là bệnh nhiều hơn. Thì nó tạo ra một cái lửa mà hận á, cho nên nó là
cỡ nào cũng không được. Một khi cái vong mà nó đã hận nhiều quá thì nó sẽ thành quỷ các bạn. Và cái lúc mà nó thành quỷ thì nó lại càng khó chữa hơn. Cho nên nó là mình cứ nên nó là cứ bình thường. Nếu mà chúng ta biết được rằng mình đang có vong á, đầu tiên chúng ta phải bình tĩnh trước, thì đã nói rất nhiều lần rồi. Và sau đó chúng ta cúng cho người ta, nhưng cúng là cúng trái cây hoặc là cúng chay, cúng cháo trắng rồi đó các bạn. Xong rồi mình khấn vái, mình nói rằng là thôi đừng theo tôi, hoặc là gia đình nói rằng thôi đừng theo con tôi nữa, thôi đừng có theo con cháu trong nhà tôi, tội nghiệp nó. Đi đi, siêu thoát đi. Mình đưa người ta, mình hướng người ta đến cái thiện các bạn, đưa người ta lên chùa. Từ đó người ta nghe dần dần, người ta cảm được cái tấm lòng của mình, thì người ta tự nhiên người ta đi, người ta tự nhiên người ta rời bỏ mình thôi. Còn nếu mà mình cứ tìm cách mình hại, mình yếm, thì người ta sẽ ở hoài và người ta phá cho bằng được mình. Thì đó, Thi hy vọng rằng là tất cả mọi người khi nghe kênh Misu của Thi á, thì chỉ cần các bạn làm gì, các bạn làm từ thiện, các bạn sống thiện, tâm các bạn thiện là được. Chứ đừng có theo thầy bà, đừng theo bói toán gì hết. Hy vọng là như vậy. Thầy bà bói toán nhiều khi người ta nói cũng đúng, nhưng mà không có đúng hết tuyệt đối các bạn. Giống như Thi nói, giống như là cũng không thể nào đúng tuyệt đối. Rất là nhiều kiến thức cho chúng ta học, nhưng chúng ta nên chọn những cái kiến thức nào có lợi cho bản thân của mình. Thì thôi, nãy giờ nói hơi nhiều, xin lỗi các bạn nha. Tại vì tự nhiên vô cái giống như mình muốn nói, cái luồng mình muốn nói nó nói ra như vậy á. Thì hy vọng rằng các bạn đừng có nói Thi rằng dạy đời hay gì hết, nhưng mà Thi muốn chia sẻ thật lòng với các bạn á. Các bạn nào xem kênh lâu thì các bạn cũng biết tánh Thi mà, đúng không? Thì đó là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Câu chuyện thứ ba, câu chuyện này là của bạn Nam. Ngày hôm qua mà Thi đã kể trước một câu chuyện về cái ông mà tự vẫn bằng cái cách mà cột cái cổ vô cọng dây, xong rồi một đầu thì vô cục đá, các bạn nhớ không? Thì đó là cái câu chuyện thứ nhất của bạn kể. Và cái câu chuyện thứ hai thì bạn kể về người cô ba của bạn. Thì trước đây là cái lúc mà bà nội của bạn là còn rất trẻ, là tầm khoảng 30 tuổi thôi, thì đã có con rồi các bạn. Cô hai, cô ba, mà lúc đó thì cô hai chỉ mới có hơn 10 tuổi chút xíu. Bà nội ba mấy tuổi thì cô hai hơn 10 tuổi, cô ba nhỏ hơn. Thì một hôm á là do ông nội của bạn đi đâu đó, rồi xong rồi bà nội cũng có việc phải đi, cho nên mới dặn cô hai của bạn rằng ở nhà coi em, coi cô ba, coi kỹ nha. Thì khi mà bà nội rời đi rồi, bắt đầu hai chị em chơi đồ hàng xong cái đã đời cái hứng lên đi tắm xong các bạn. Và khi đi tắm xong á, cô ba đã bị hụt và giống như là bị dợp bẻ, mặc dầu biết bơi nhưng mà vẫn không có ấy được. Và lúc đó là đang buổi trưa cho nên nó là kêu người ta không có nghe, thành ra là cuối cùng á là cô ba đã mất do bị chết đuối các bạn. Thì cái lúc mà về á là bà nội rất là buồn, nhưng mà cái chuyện đã lỡ rồi. Và cái khoảng thời gian sau này á thì ông bà nội á là giống như dằn vặt rất là nhiều và buồn lắm. Tự nhiên đứa con mình nó mất như vậy thì lúc nào trong lòng nội cũng buồn, đau buồn và khóc rất là nhiều. Thì một hôm tự nhiên á là khi nội đang ngủ các bạn, trong giấc mơ nội đã thấy cô ba về. Thì khi cô ba về, cô ba mới nói với nội rằng á là: mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa, mẹ đừng khóc nữa nha mẹ. Con á là bây giờ con đang sống rất là hạnh phúc, con đang hầu công chúa Thủy Tề. Tại trong lúc con tắm xong á, công chúa thấy con dễ thương, rồi công chúa thương, công chúa bắt con theo. Bây giờ con sống vui, con sống hạnh phúc lắm, mẹ đừng có lo, mẹ đừng có khóc, mẹ đừng có buồn nữa. Rồi khi nói xong biến mất các bạn. Và lúc này bà nội bạn giật mình thức dậy. Và sau đó, từ đó về sau là không còn nhìn thấy cô ba nữa. Và khi mà nhìn thấy cái giấc mơ đó, nội cũng nguôi ngoai được phần nào. Thì đó là cái câu chuyện của nội bạn kể lại cho bạn nghe. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, cũng về chết choi. Từ bữa giờ sao chết choi nhiều quá. Thì câu chuyện này mới xảy ra đây thôi. Trong xóm bạn có một cái ông tên là T. Ông này có hai đứa con gái sinh đôi các bạn. Và hai đứa này đang học lớp 4. Lớp 4 là khoảng tầm 9-10 tuổi các bạn ha. Thì khi mà hai vợ chồng này do là làm việc, nói chung là đi làm đồng làm rẫy suốt à, cho nên là khi mà hai đứa con này đi học về thì tự nó ở nhà nó ăn uống rồi nó chơi đồ ở nhà. Thì khi mà nó chơi sao nó cũng rủ đi tắm sông các bạn. Và cũng cái bé nhỏ hơn á, cái bé em á là đã mất
khi mà tắm xong. Thì cái lúc mà cái ông Tê này với vợ ông về, nghe con mình chết như vậy chạy về, thấy đứa chị nó đang ôm đứa em nó khóc rất là thảm thiết. Thì cái chuyện nó cũng đã lỡ rồi, cho nên cũng không có trách cái đứa chị nữa. Tại vì chơi thì trong lúc tụi nhỏ nó chơi nó đâu có biết gì đâu, nhưng mà khi nó đi xuống sông rồi, xong rồi nó chơi rồi nó hụt chân rồi nó chết, là cái chuyện mà coi như là rất là nhiều rồi, rất là nhiều. Từ Nam chí Bắc ở Việt Nam mình đã có chuyện đó rất là nhiều. Thì thành ra từ từ cũng quên lãng đi cái nỗi đau đó. Thì cái thời gian sau này cái đứa bé mà mất đó các bạn, nó rất linh. Nó linh thiệt là linh luôn, và nó rất quậy. Tại vì nó chết lúc còn rất là nhỏ, cho nên nó là trong khu xóm của bạn á, là cứ nhìn thấy nó rất là nhiều lần và cứ bị nó chiêu chọc. Thì trong đó là có người chú của bạn. Một hôm chú của bạn rủ người bạn của mình đi soi ếch ban đêm. Thì khi mà đi á các bạn, đang soi vậy đó, chiếu vô trong cái bụi dừa nước á, thấy cái đứa nhỏ này đang ngồi ở ngay chỗ cái, giống như là những cái bụi dừa nước thì dưới nó có rất nhiều sình các bạn ha. Thì đứa nhỏ này ngồi mà ngồi chùm hổm, ngồi ôm hái chân như nè. Mà coi như là người chú của bạn thấy rất là rõ luôn là cái mặt của nó ha, trắng xác giống như là chét, mà chét voi á các bạn, chét voi. Hai con mắt nó đen thui vậy nè. Mà cái lúc mà vừa rọi đèn vô ha, nhìn thấy nó ngồi đó. Mà khi mà rọi vô hả, thấy nó cười nữa các bạn, nó cười xong nó đưa tay lên nó ngoắc vậy nè. Trời, bắt đầu hả, người bà con của bạn, người cậu của bạn hả, nhìn thấy hả là coi như về, chạy về. Rồi cái người kia thấy cậu chạy xong cũng chạy rượt theo, đâu biết gì đâu, tại người kia không thấy. Về thì cậu mới nói rằng tao thấy nó ngồi vậy đó, nó ngoắc tầm, nó còn cười nữa. Thì đó là do chính mắt cậu thấy. Tại vì trong xóm bình thường đồn với nhau, nhưng mà nhà của bạn thì chưa ai thấy hết. Cho nên đó là kỳ này cậu thấy, thành ra mới tin rằng những cái chuyện mà trong xóm người ta đồn, rằng người ta thấy đứa nhỏ này chọc phá rất là nhiều. Thì đó là cái câu chuyện tiếp theo mà bạn gửi. Và tiếp theo nữa, câu chuyện này do chính ông nội bạn kể lại. Ông nội bạn kể rằng là vào năm ông nội 50 tuổi, thì bản thân ông nội là từ nào giờ là một cái người rất là gan. Từ lúc khi mà ông nội còn nhỏ cho tới khi mà ông nội 50 tuổi là chưa bao giờ ông nội nhìn thấy ma các bạn. Người rất là gan dạ. Nhiều khi hả là trải qua vào cái thời kỳ rất là khó khăn, đi làm ăn nhiều khi đi đêm đi hôm, chứ bản thân chưa bao giờ nhìn thấy ma. Mặc dù người ta nói thấy ma, gặp ma, bị ma nhát rất nhiều lần, nhưng ông thì chưa bao giờ nhìn thấy. Và ông tự tin rằng ma là không có thật. Và đồng thời ông cũng tự tin rằng ông là một cái người rất gan dạ. Cho nên đó là ma cỏ là cái gì đó với ông. Thì khi ông bước qua 50 tuổi rồi á, thì hôm đó ông đi nhậu. Và cái lúc mà ông đi nhậu về á, là do là đi, giống như là nếu mà đi một cái đường mà đi về nhà, mà đi bằng cái con đường bình thường thì nó sẽ vòng, nó rất là xa các bạn. Cho nên ông đã quyết định đi đâm thẳng nghĩa địa, thì nó có một cái con đường tắt, và nếu mà đâm thẳng thì nó sẽ gần hơn được nửa đoạn đường. Và ông đi bộ. Và ông nghĩ rằng lúc đó là có hơi men trong người nữa, thành ra rất là gan. Bắt đầu ông đi vô. Trong lúc ông đang đi, tự nhiên ông thấy có một, ông vướng cái chân giống như là đá vô một cái cục gì đó. Ông mới nhìn xuống, ông thấy cái gì mà tròn quay à. Mà ông nhìn do là sớm xác các bạn, với lại đang có rượu nữa, nhìn đâu rõ đâu. Ông cứ nghĩ rằng cái đó là cái trái dừa khô thôi, cho nên ông xúc, ông đá cho một cái. Thì khi mà ông đá nha, ông nghe rõ ràng cái tiếng ôi da, kêu rất là lớn, giống như là ai đó đau đớn mà bị ông đá vậy đó, kêu ôi da lên. Rồi cái đêm đó ông không về các bạn. Và tới sáng bà nội của bạn á, thấy ông này sao mà đi nhậu không có thấy về, cho nên đó là bà đi kiếm. Bà đi kiếm, bà đi qua bên cái nhà mà tối hôm qua ông nhậu á, thì mấy ông nói rằng là ông về rồi, nhậu xong về tối hôm qua rồi, đâu có ở ngủ lại đâu. Thì bắt đầu bà kiếm rất là nhiều, kiếm không có. Xong cuối cùng á, là bà đi vô trong nghĩa địa, tại vì vô cái con đường mòn, đường tắt đó, đó các bạn. Thì đi vô á, thì bà tự nhiên giống như là người vợ có giác quan mà, đi vô trong khu nghĩa địa, đi vô sâu, thấy ông đang ngồi trước những cái giống như là xung quanh là mã không, ông ngồi đó. Và trong miệng ông toàn là sình đó các bạn, mà ông ngồi cái người ông rất là dơ luôn. Ông ngồi ngơ ngác dờn, mà giống như một cái người mất hồn vậy đó. Bà mới dẫn ông về. Dẫn về xong rồi ha, kêu mấy anh con trai tắm, tắm cho ông sạch sẽ.
rồi lên rồi bắt đầu cho ăn cơm, mà coi như cái người ông như là một cái người mất hồn luôn các bạn. Thì sau khi mà đợi ông tỉnh hẳn á thì mới hỏi rằng ông đi đâu vậy, ông đi đâu mà sao mà miệng ông toàn là đất. Bà biết rồi, bà biết là ông bị ma dẫn rồi, nhưng mà vẫn hỏi rằng thấy cái gì. Thì ông chỉ nói rằng á là tôi hôm qua tôi đi về á hả, tôi đi ngang cái nghĩa địa vậy đó, cái tôi thấy cái trái dừa khô, tôi đá một cái mà tôi nghe kêu ui da rất là lớn. Xong cái tự nhiên tôi thấy có rất là đông người, mà toàn là giống như là cùng vào cái độ lứa tuổi của ông, mà những cái người này rất vui, vui vẻ lắm, rủ ông đi, đi chơi với tụi tôi vui lắm, đi lại đây nhậu nè. Mà ông thì đang xỉn nữa, cho nên nghe người ta rủ nhậu, bắt đầu lại sát vô, bắt đầu vô ngồi ăn uống với lại những người đó, đông vui lắm. Rồi xong tới sáng luôn các bạn. Bản thân ông là thấy vậy, nhưng tới sáng bà đi kiếm thì thấy trong miệng ông có rất là nhiều sình đất. Thì đó là cái câu chuyện mà do ông nội bạn kể lại, và bà nội bạn kể lại cho bạn nghe. Thì hôm nay Thi kể tập 392 xong rồi các bạn. Thi xin lỗi là hôm nay kể hơi trễ, bây giờ đã 11 giờ, cho nên đó là hôm nay là sẽ có chuyện trễ các bạn nha. Hôm nay tới 9 giờ rưỡi Thi mới về tới nhà, rồi tới 10 giờ rưỡi Thi mới ngồi kể. Thành ra là có chuyện hơi trễ, các bạn thông cảm cho Thi nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người là một tối ngủ ngon. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong ngủ ngon nha. Xin chào.